Xin chào các bạn. Hiện nay đầu tư nước ngoài là một lĩnh vực được rất nhiều nước chú trọng trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Một trong những vấn đề mà các nhà đầu tư quan tâm đầu tiên đó chính là thủ tục để thành lập một tổ chức kinh tế tại quốc gia sở tại. Nhằm làm rõ vấn đề này, trong video clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chào luật sư có thể cho biết nhà đầu tư nước ngoài khi muốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư vào Việt Nam thì cần phải làm những gì? Thưa chị, theo luật đầu tư năm 2014 và nghị định 118 năm 2015 của Chính phủ, thì nhà đầu tư nước ngoài khi muốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư vào Việt Nam thì trước hết cần phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vậy, luật sư có thể cho biết thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện như thế nào hay không? Vâng, đối với những dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư. Còn đối với những dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư sẽ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định như sau. Trước khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện việc kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư lên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày không kê khai trực tuyến này thì nhà đầu tư phải tiến hành nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ và nhà đầu tư sẽ được cấp một tài khoản để truy cập vào hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Theo đó thì họ sẽ theo dõi tình hình xử lý hồ sơ ở đây. Tiếp theo là cơ quan đăng ký đầu tư sẽ sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư. Vậy, hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm những nội dung gì, thưa luật sư? Vâng, hồ sơ nhà đầu tư nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư bao gồm những văn bản sau. Thứ nhất là văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư. Thứ hai là bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân. Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức. Thứ ba là đề xuất dự án đầu tư bao gồm những nội dung như sau. Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động và cuối cùng là hiệu quả kinh tế xã hội của dự án. Thứ tư là bản sao một trong những tài liệu sau: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. Thứ năm là đề xuất nhu cầu sử dụng đất, trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì được bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư. Thứ sáu là giải trình về sử dụng công nghệ đối với những dự án đầu tư có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật. Và cuối cùng là hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần phải làm những gì tiếp theo để thành lập doanh nghiệp? Vâng, sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 ạ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư. Vâng, cảm ơn chị. Với nội dung clip ngày hôm nay, hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu thêm về vấn đề thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chúc các bạn thành công, Hà Nội Law Firm luôn song hành cùng thành công của bạn.